Dương vung tay áo lên, mơ hồ một cỗ long uy mênh mông quét ngang ra, cường giả Tam thập lục thiên cương đồng thời bay tứ tán ra ngoài, triệt để mất đi năng lực chiến đấu, ra ngoài là điều duy nhất bọn hắn có thể làm lúc này. Chậm rãi xoay người, liếc mắt nhìn một đợt sát thủ áo đen khác cầm đoàn nhận trong tay trước mặt, Từ Dương không khỏi nở nụ cười. Nếu không đoán sai, các ngươi hẳn là thất thập nhị địa sát chứ, cái tên cổ quái như vậy, cũng chỉ có đám ngốc vô dụng như các ngươi mới có thể dùng được người muốn chết. Hơn 70 cao thủ động thiên cảnh, đổi lại là những người khác, tuyệt đối không nên là thái độ không kiêng nề gì như vậy để ứng phó. Cho dù nguyên hạo thiên sau lưng nguyên thần cảnh đỉnh phong, cũng bị tên này đánh bị thương, nhưng trước mắt từ dương đối mặt với bọn họ, giống như là đang ứng phó một ít hài tử hôi sữa chưa khô, quả thực muốn chơi như thế nào, liền chơi như đó. Ha ha ha, ra tay chậm như vậy, các người là phế vật sao? Một trưởng đánh ra, linh lực ba động cường đại lại đồng thời chống đỡ được linh lực oanh kích của 36 người hàng đầu. Hàng sau, động thủ. Người cầm đầu che mặt trước tiên hạ mệnh lệnh tiến công tiếp theo, nhóm người sau lưng thất thập nhị địa sát lập tức ra tay, tự hồ là một loại hệ thống công pháp rất đặc thù, một người phía sau đạp lên sống lưng của một người phía trước bay lên trời, lại giống như chiếm được trình độ tăng phúc lực lượng nhất định, ngang giữ không. chung Phóng xuất ra một cỗ uy áp khí tức cực kỳ cường hoành. Hợp kiếm 72 thanh đoàn nhận nhanh chóng ngưng tụ ở đỉnh đầu, dưới công pháp đặc thù này đan xuống, ngưng tụ thành một thanh quang nhận vô cùng to lớn, chung quanh tụ tán bất định bắt đầu khởi động một cỗ kiếm thế khủng bố vượt qua nguyên thần cảnh đỉnh phong chống cực cực hạn. Ngươi phải cẩn thận, lực lượng này. Nguyên Hạo Thiên mở miệng nhắc nhở, chung quanh còn lại không có bao nhiêu hộ vệ nơm nớp lo sợ che chở chung quanh Nguyên Hạo Thiên, bằng bộ dáng khiếp đảm như vậy của bọn họ, đã không có tác dụng thủ hộ gì, nhiều nhất là giả bộ mà thôi. Chàm. 72 địa sát thích khách hợp kiếm thế áp chế, thanh uy khủng bố phảng phất như đâm thủng hư không, phát ra tiếng ong ong làm cho màng nhĩ đau đớn, đó là áp lực kiếm thế sau khi bành chứng đến trình độ nhất định mới có thể xuất hiện ba động. Hừ, nếu các người đánh nghiêm túc như vậy, vậy ta sẽ cho các người hiểu được, giữa mình và cường giả chân chính còn có tranh lệch lớn cỡ nào, từ dương lần này không có bất kỳ ý tứ hủy chiêu nào, đối mặt với uy lực hợp kiếm có thể nói là vô giải này, đột nhiên một ngón tay thò ra, Đúng vậy, chỉ là một ngón tay. Âm dương đồ trong ngón tay nhanh chóng biểu hiện ra, rõ ràng là hình thái đạo lực hoàn mỹ chống lại thanh hủy diệt nhất kiếm do 72 người hợp lực dẫn động. Cái gì? Cái này? Làm sao có thể? Đám người nguyên hạo thiên sau lưng hoàn toàn trợn tròn mắt, căn bản không nghĩ tới từ dương trước mắt đã cường đại đến trình độ có thể nói là yêu nghiệt như vậy. Rốt cuộc hắn là ai? Nhìn không ra tu vi của hắn, không phải là cường giả hóa thần cảnh trong truyền thuyết chứ? lấy lực lượng của một người, đồng thời đối mặt với hơn 70 động thiên đỉnh phong cảnh, cái này cũng quá không thể tưởng tượng nổi đi. Lúc này, tận mắt chứng kiến một màn này, tất cả các tu sĩ Nguyên Dương Đế Quốc hoàn toàn bị Từ Dương Kinh Hãi làm thiên nhân thao tác hoàn toàn kinh ngạc, bọn họ không tin, trên đời này thật sự còn có dị chủng không nói đạo lý mạnh như vậy tồn tại. Nhưng Từ Dương trước mắt đang dùng hành vi của mình, làm mới nhận thức của tất cả bọn họ đối với cường giả cực hạn. Ầm ầm, Từ Dương đạo lực hoàn toàn kéo đầy sau một khắc đột nhiên biến quyền thành trường, đánh ra một cỗ lòng ngược khí tức thập phần cường hoành. Cự kiếm do 72 thanh đoàn nhận ngưng tụ thành, dưới cỗ long khí bao trùm này, trong nháy mắt vỡ vụn thành một đống sắt vụn rách, dư uy ngang dọc mở ra, hơn 70 động thiên cảnh cao thủ giống như rủi cào bay về phía chung quanh. phốc Thân ảnh không ngừng học máu ngã xuống đất phát ra tiếng đoạn nặng nề, tất cả đều là một bộ biểu tình khó có thể tin, sững sờ nhìn từ xương. Thế nào, nhân số nhiều gấp đôi, các người có nắm chắc thắng ta. Ở trước mặt cảnh giới tuyệt đối nghiền ép, tác dụng duy nhất của nhiều người chính là làm cho thi thể trong chiến trường trở nên càng nhiều, cho người ba giây, cút ngay cho khuất bắt ta, nếu không thì. Vừa dứt lời, những người bịt mặt một giây trước còn đang thống khổ dãy dụa trên mặt đất, vội vàng cố nén đau nhức đứng dậy, một đám vội vàng chạy về phía cuối hoàng cung, cuối cùng thủ lĩnh kia tai vứt ngực, trước khi đi còn ném cho từ dương một ánh mắt hung tợn, vừa vặn bị từ dương bắt được, làm sao, ngươi còn cùng ta chơi tiểu biểu sao, vậy ngươi không cần đi. Trong lúc giơ tay lên, một cỗ thôn phệ lực thật lớn từ trong âm dương đổ tùy tâm mà thành phun ra, cái đầu này động thiên đỉnh phong cảnh tu sĩ vẻ mặt tuyệt vọng bị mạnh mẽ kéo đến lòng bàn tay từ dương. Từ dương nắm lấy sau cổ hắn, giống như là bắt một con gà con gầy yếu vô lực, cứ như vậy mỉm cười nhìn hắn. Thiếu chút nữa quên mất, nên lưu lại một người sống, thật không may, ngươi chính là mục tiêu được ta lựa chọn một trưởng đánh ra uy áp đạo lực mạnh mẽ của từ dương trong nháy mắt vỡ vụn kim đan trong cơ thể người này đem hắn đánh thành một phế vật ngay tại chỗ thân phận sát thủ đầu mục cũng trở nên vô nghĩa nữa giống như là ném bao tài từ dương đem lãnh đạo nhân này ném đến trước mặt nguyên hạo thiên đem thân phận có liên quan đến ngươi cùng toàn bộ nội dung hành động lần này của các ngươi nói cho hoàng đế biết lời nói của từ dương một lần nữa từ phía sau truyền ra người suy nghĩ rõ ràng rồi mới trả lời nếu để cho ta nghe ra nửa điểm nói dối, ta sẽ để cho ngươi sống không bằng chết. Đừng quên, ngươi bây giờ là một phế vật, để sống không thể chết không thể, nên là ngươi sợ hãi nhất. Thủ lĩnh theo bản năng run rẩy một cái, hắn biết từ Dương căn bản không phải là hù dọa mình, tên này hoàn toàn chính là một tên điên. Ta, ta nói, chúng ta là thích khách của Bắc Tấn vô song kiếm minh, hiện giờ toàn bộ các thế lực lớn của Bắc Tấn đều đang tập kết, chuẩn bị xâm nhập biên cảnh Nguyên Dương đế quốc nguyên hạo thiên mở hai mắt ra lạnh như băng nhìn hắn chính là bởi vì chuyện của long tàng không sai nguyên dương đế quốc long mạch sụp đổ đã chuyển khắp ba ngàn đạo châu quá nhiều người muốn đánh chủ ý long tàng nghe nói nội bộ hoàng thất cũng bị đặt vào nhãn tuyến của các đại môn phái hiện giờ đế quốc mưa gió phiêu diêu thế lực khắp nơi đều đang tính toán ra tay chia một chén canh quả nhiên sự tình đã bắt đầu phát triển theo phương hướng dự đoán của từ dương nội ưu ngoại hoạn tầng tầng lớp lớp Giang sơn xã Trâm của Nguyên Dương đế quốc hiển nhiên đã đến thời điểm nguy hiểm nhất. Giết, Nguyên Hạo Thiên trong lòng lửa giận, đều phát tiết ở trên người tên trước mắt này. Tay cầm đao rơi xuống, cụ vệ bên người rất hài lòng tự mình chấp hành nhiệm vụ như vậy, đây là tác dụng duy nhất bọn họ có thể phát huy trong loại đối kháng cấp bậc này. Các hạ, theo ta vào điện đi, những người khác thành lý hiện trường, triệu tập người của trưởng lão đường ở ngoài điện chờ mệnh lệnh của trẫm. Vâng đoàn người bắt đầu bận rộn, Từ Dương cùng Nguyên Hạo Thiên hai người tiến vào đại điện. Các hạ, Từ Dương cười khẽ. Không cần phải nói, ta hiểu tâm tư ngươi. Muốn triệt để giải quyết phiền toái trước mặt, chỉ có một biện pháp, mượn lực lượng thư viện. Nguyên Hạo Thiên nghe vậy thiếu chút nữa một ngụm máu giả phun ra. Thầm nghĩ thư viện kia không phải đều bị mấy người các người phá hủy không sai biệt lắm sao, còn sức mạnh nào ở đâu, Nguyên Dương Đế quốc hiện giờ muốn ổn định thế cục, nhất định phải tìm được một con đường thể hiện nội tình thực lực. Phương diện lực lượng tu sĩ, trải qua mấy phen giày vò này, các thủ đứng đầu trường lão đường các người đã tổn thất không ít, có thể nói nguyên khí đại thương, trong thời gian ngắn nhất định phải nghỉ ngơi dưỡng sức. Về phương diện quân đội, một khi phát bình với các thế lực khác, lao dân thương tài một phát mà không thể thu, liên lụy quá lớn, được không bù đắp được mất, bởi vậy, mượn thư viện để biểu hiện nội tình của Nguyên Dương Đế quốc mới là con đường duy nhất, thư viện ở đâu? đó là căn cứ dự trữ nhân tài tương lai của đế quốc, nếu có thể mượn danh tiếng của Thánh Hồn Học Viện trong cuộc thi đấu võ của 10 đại thư viện Tam Thiên Đạo Châu, đứng đầu, thế lực bên ngoài cũng không dám đánh chủ ý với Nguyên Dương đế quốc nữa. Nghe từ Dương giải thích một phen, Nguyên Hạo Thiên bỗng cảm thấy sáng sủa, ít nhất ở phương diện kết cấu nhãn giới cùng cảnh giới, so với từ Dương hắn là tự thẹn không bằng. Các hạ cảnh giới như thế, thật sự là không đơn giản, từ Dương cười nhà phất phất tay, đây căn bản không phải là cục diện khó khăn gì ngươi chỉ là người u um mê quyền lực mà thôi lòng mạch biến mất làm cho đầu óc ngươi mê muội hơn nữa một ít nành vuốt không sạch sẽ bên người ngươi quấy nhiễu phán đoán của ngươi chỉ cần ổn định cục diện nội bộ giang sơn nguyên dương đế quốc sẽ không xảy ra vấn đề lớn không thể không nói từ dương đợt phân tích này chỉ đường xem như cho nguyên hạo thiên ăn một viên thuốc ăn thần các hạ còn nửa tháng nữa đại hội thi đấu thư viện ba năm một lần của ba thiên đạo châu sắp bắt đầu mười đại thư viện đều sẽ phái đội ngũ tinh anh nhất môn hạ đi dự thi hội trợ do thế lực trung lập vĩnh viễn của tam thiên đạo châu trung vực thiên vân tông phụ trách chủ trì cũng là cơ hội tuyệt vời giữa đế quốc biểu hiện nội tình quốc lực chậm liền hạ lệnh bảo bọn họ chuẩn bị một chút không cần từ dương cười nhìn nguyên hạo thiên một cái chỉ cần ngươi thủ hạ những túi cơm túi rượu căn bản không đáng tin cậy lưu lại mấy thân tín thủ hộ hoàng cung lần này danh ngạch học viện cũng tốt người đi theo hộ vệ đội cũng được đều do ta tự mình an bài cho ngươi cam đoan đem nguyên dương đế quốc kéo đầy đủ cho các thế lực khác của tam thiên đạo châu một kinh hỉ cái này nguyên hạo thiên lúc đầu còn có chút cao thỏm lo lắng từ dương nói quá kỳ thật nhưng sau khi hắn nhìn vào đôi mắt sáng lấp lánh hữu thần của từ dương trong lòng sao động cùng lo lắng lập tức tan thành mây khói phía triều đình có người nào mà ngươi cho là có tâm tư khác không nếu có hãy tập hợp họ lại và mang theo 500 thì vậy đi theo. Ta dự liệu những con sâu bướm ẩn nấp trên triều đình này tất sẽ xuống tay với ngươi trong quá trình đi tới Thiên Vân Tông, đến lúc đó người của ta kịp thời xuất hiện, tranh thủ đem những người này một nồi bưng đi, như thế, đội ưu ngoại hoạn đều có thể bình ổn. Nguyên Hạo Thiên không nói hai lời, ngay tại chỗ liền hướng về phía Từ Dương làm ra động tác sùng bái. Nguyên Hạo Thiên này chính là hoàng đế đế quốc, nhưng trước mắt ở trước mặt Từ Dương, hắn giống như là một gốc cỏ dại mưa gió phiêu diêu, một khi mất đi sự che chở của Từ Dương, cái mũ này của vong quốc chi quân này nhất định sẽ đặt trên đầu hắn, đến lúc đó hắn chính là tội nhân thiên cổ. Kế hoạch sau khi chế tạo xong mấy ngày, Nguyên Hạo Thiên lại khôi phục tư thái vốn có, xử lý sự vụ trong triều một cách có trật tự, hết thảy rất nhanh lại giống như là chưa từng xảy ra chuyện gì. Mà mấy người trong đoàn đội Từ Dương cũng đều đang bận rộn tu luyện, thẳng đến 10 ngày sau, phía Nguyên Dương đế quốc chính thức tiếp nhận thông báo mời của sứ giả Thiên Vân Tông. Rõ ràng sẽ tham gia hoạt động hội võ của thập đại thư viện lần này Không biết, từ đầu đến cuối Nguyên Hạo Thiên cũng không trả hỏi đối ngũ lãnh đạo bên thư viện Tất cả đều giao cho đại lão từ Dương một tay lo liệu Lão đại, chúng ta thật sự muốn đi giúp Nguyên Dương đế quốc dự thi Nói thật, bọn họ trải qua chuyện gì? Có liên quan gì đến chúng ta sao? Long khôn nhịn không được mở miệng hỏi Tuy nói từ từ này trước kia chính là một phần tử của thư viện Coi như là người của Nguyên Dương đế quốc nhưng từ sau khi lão phụ thần bí phượng hoàng tộc rời đi, hắn liền triệt để cùng đoàn đội từ dương trói buộc cùng một chỗ, nếu không lấy thân phận thư viện tự cho mình, đối với những chuyện này của nguyên dương đế quốc, cũng đều không có hứng thú tham dự. Thứ nhất, long tàng chúng ta lấy được tay, quả thật mang đến một ít ảnh hưởng cho nguyên dương đế quốc, giúp bọn họ làm chút chuyện không có gì đáng trách. Thứ hai, ta muốn mượn cơ hội này, đụng vào các tinh anh của cả ba ngàn đạo châu, xem có thể tìm được chút tin tức và manh mối liên quan đến long tàng khác hay không, không có cơ hội nào tốt hơn cái bình đài này. Bạch Liên Tuyết cũng đồng ý gật đầu. Không sai, thập đại thư viện, cơ hồ có thể bao trùm ba ngàn đạo châu một đời tu sĩ trẻ tuổi tốt nhất, trong đạo châu Nam đại đế quốc đều thập phần coi trọng, nếu có thể đánh một trận thắng, chỗ tốt cũng là rõ ràng, lăng thanh du không sao cả buông tay. Dù sao nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đi dạo cũng tốt, bạn nhất có thể có phát hiện gì khác về long tàng chúng ta liền kiếm được bộn tiền ba ngày sau đoàn đội từ dương cùng đoàn đội cùng nguyên hạo thiên hậu long quân đoàn một ngàn người đội ngũ cùng xuất phát đi tới thiên vân tông cách đó mấy ngàn dặm kỳ thật lấy địa lý mà nói nguyên dương đế quốc là nhất mạch cách thiên vân tông xa nhất trong năm đại đế quốc nhưng mặc kệ như thế nào chuyến này nguyên hạo thiên đều là bắt buộc tam thiên đạo châu thập đại thư viện có năm đại viện sau lưng đứng, đứng đạo châu ngũ đại đế quốc mặt khác ngũ mạch thì bị mấy cái tông môn cự tranh hơn 10 vạn năm trong đạo châu nắm trong tay, mỗi một nhà đều không phải hạng người bình thường. Bởi vậy trận chiến này, cường độ có thể so sánh được với cường độ lúc trước ở trong thánh hồn thư viện. Bất quá đối với một đội ngũ đỉnh cấp như Từ Dương mà nói, đối thủ cường đại hay không căn bản không phải là vấn đề, chỉ cần Từ Dương bọn họ nghĩ, đừng nói là giành được quán quân, cho dù là tiêu diệt toàn bộ đội ngũ đi theo của mấy đại đế quốc này cũng không phải là không được. Lúc này đây, bọn họ chính là đại nguyên dương đế quốc cường thế xuất kích, đánh ra khí kiêu cường đại của mình không gì sánh kịp chấn nhiếp các đế quốc khác. Các hạ, ngươi, ngươi thực sự đã sẵn sàng. Trong long lưu, từ dương được nguyên hạo thiên mời ngồi ở bên cạnh mình, nhìn bộ dáng của hắn trong lòng vẫn còn thêm vài phần cao thòm. Trên thực tế, ngoại trừ từ dương, hiện tại trong tay nguyên hạo thiên đã không còn mấy người có thể tuyệt đối tin tưởng hơn nữa có giá trị lợi dụng, trong chiều những túi rượu trong bữa cơm gặp phải loại cấp bậc này khó khăn căn bản không có tác dụng gì hắn cũng rất bằng hoàng ha ha người liền yên tâm đi có đoàn đội của ta ở đây mặc kệ những người đó xảy ra chuyện gì chỉ cần dám đến ai cũng đừng hòng sống sót rời đi nguyên hạo thiên ngưng trọng điểm tự mình nâng chén rượu trên bàn lên uống một hơi cạn sạch rít lên tiếng giận ngựa gào dài từ tiền quân đột nhiên chuyển ra đội ngũ lập tức đình chỉ tiến lên không tốt có mai phục vô số ngân quang tiễn vũ từ trong rừng rậm chung quanh bắn ra tuyến đường tất yếu đi qua xe ngựa hoàng gia này đã được an bài trước mấy ngày đội ngũ canh gác phía trước cũng đều là trường lão đường thân tín an bài bố trí trên lý thuyết tuyệt đối không có khả năng phát sinh bất kỳ vấn đề gì nhưng lại ở trên đường đội ngũ nguyên hạo thiên đi qua biến cố diễn ra đúng như dự kiến quả nhiên có nội quỷ thật sự là há có lý này nguyên hạo thiên nổi giận quanh thân cương khí phóng ra ngoài trong nháy mắt vỡ vụn bốn vách tường long lưu ánh mắt lạnh như băng quan sát chung quanh hơn 10 cao thủ trưởng lão đường trước tiên vào tới hộ giá đoàn xe tổng cộng chỉ có một ngàn người 500 người từ kim đan cảnh trở lên 300 hộ long kim giáp vệ trở lên ở nguyên anh cảnh còn có 50 trưởng lão nội môn của động thiên cảnh trưởng lão đường bảo vệ nhưng lực uy hiếp của mơ tên vô biên này từ hồ so với tưởng tượng còn cường đại hơn nhiều ầm ầm vô số tiễn quang kia đánh vào trong đội ngũ hoàng gia phát ra từng tiếng kêu, dẫn động vụ nổ phạm vi lần thứ hai, triệt để đánh tan trận hình của đội ngũ. Cũng trong giờ khắc này, rất nhiều hắc y che mặt nhân ở sâu trong rừng rậm không hề báo trước sát tướng mà ra, nhìn không ra ai là thủ lĩnh, nhưng mục tiêu của thích khách đều nhất trí kỳ lạ, giết sạch toàn bộ đội ngũ, một người không lưu. Hắc hắc, đã đến lúc hoạt động rồi. Trong xe ngựa phía sau là một tổ đệ tử của hai tổ dự thi, mấy người từ Dương đoàn đội đồng thời ra tay phối hợp với các chiến sĩ hộ long kìm giáp phát động phản kích, đồng thời các cường giả trường lão đường cũng nhào nhào ra tay đáp lại. Rất nhanh, mười mấy thích khách bịt mặt không mở mắt hướng nguyên hạo thiên một thân long vào trong phục thập phần nổi bật bên này xông lên. Không đợi hoàng đế ra tay, trường phong tử dưng còn đang khí định thần nhàn phẩm trà chấn động, quy áp cuồng mãnh trong nháy mắt đánh ra, một tiếng long ngâm mênh mông kinh thiên mà lên. Cỗ khí lãng khuếch tán ra trong nháy mắt vỡ vụn tất cả thích khách có ý đổ cận thân chung quanh. Người nọ là ai? lại cường đại như thế. Chẳng lẽ là cao thủ nguyên hạo thiên mời tới, nhưng nhìn qua lại trẻ như vậy, rõ ràng, những người đeo mặt nạ này không phải là toàn bộ đội ngũ tấn công, khi một ngàn người này tổn thất hơn phân nửa, chỉ còn lại có 500 không đến, lại có một nhóm cường giả tu luyện chân chính đạp không mà đến. Xem ra lúc này đây, bọn họ thật sự muốn đặt ngươi vào chỗ chết, nơi này cách biên cảnh nguyên dương đế quốc đã không xa, thế lực xâm phạm tuyệt đối không chỉ một cổ, từ Dương buông chén trà xuống một bước đạp không phóng lên trời, hướng về phía ông vân mật áp phát ra một tiếng rồng rống giận. Trong phút chốc, tất cả những đám mây đen xâm phạm đồng thời dừng động tác, vô số hàn mang tập trung trên người Từ Dương. Các hạn Tu Vi kinh người, nhưng là cường giả bất thế của Nguyên Dương Đế quốc. Sâu trong hắc vân người cầm đầu nói chuyện, Tu Vi đã đạt tới nguyên thần đại viên mãn cảnh, so với Nguyên Hạo Thiên Hoàng Đế này còn cao hơn một cấp. Về phần những người sau lưng hắn cường giả qua nguyên thần cảnh có không dưới năm người còn lại tuyệt đại đa số đều là động thiên đỉnh phong chỉnh thể thực lực căn bản không phải nguyên hạo thiên những người này có thể so sánh ta là ai không quan trọng quan trọng là ta hiện tại đang ở trong đội ngũ của nguyên dương đế quốc thiên vân tông tự mình mời nguyên dương đế quốc tham gia thập đại thư viện luận võ thịnh hội các người liền dám ở biên giới trắng trợn quấy nhiễu lá gan không khỏi cũng quá lớn hay là nói căn bản không đem nguyên dương đế quốc để vào mắt trước mặt trong âm vân khí tức cường giả không ngừng bành trướng người cầm đầu càng ngạc không ai bì nổi của cười rộ lên tam thiên đạo châu thập đại thư viện thi đấu thịnh hội chính là đỉnh cấp nhất thế hệ trẻ luận bàn sân khấu nguyên dương đế quốc thánh hồn thư viện loại rác rưởi này đã không cần phải dự thi ngay cả lông mạch cũng không giữ được cũng xứng với thân vào hàng ngũ thập đại thư viện đạo châu hôm nay hãy gọi các người ở đạo châu xóa tên uy áp khủng bố bắt đầu phóng thích từ giữa không trung đôi ngũ xe ngựa phía dưới càng trở nên sao động vô số tướng tuấn mã hí minh không ngừng xuất hiện cỗ uy áp kia có thể tạo thành áp lực tinh thần cực độ đáng sợ đối với cường giả dưới động thiên cảnh ánh mắt từ dương lạnh lùng vài phần đột nhiên một ngón tay vào không trung sau lưng vô số kiếm khí lưỡi mang ngưng tụ ra nhắm ngay âm vân kia chính là một trận cuồng xạ ta không thích cùng loại phế vật giấu đầu lộ đuôi các người tiếp xúc nếu đã tới để cho ta thay các người vén tấm màn che đi sóng kiếm cuồng mãnh đánh úp mà ra giờ phút này đội ngũ nguyên hạo thiên tất cả đều an tĩnh lại ngước nhìn hình ảnh từ dương một mình đối kháng quần cường trong hư không đều vì kiếm thế đại khai lại hợp của hắn khiếp sợ ầm ầm kiếm quang không ngừng oanh nát nổ tung chung quanh phong tức lạnh thấu xương không ngừng cắt phương hướng mây đen cuối cùng đem khói mù hoành ngang trước mặt mọi người cắt thành nát bấy mất đi sự che chở của mây đen hơn 10 đạo quang ảnh lục tục lộ ra đội hình nhìn trang phục của bọn họ hẳn là đội ngũ hành động liên hợp trong các kiếm môn bắc tấn lại là người của bác tấn kiếm minh xem ra lúc này đây trẫm thật sự muốn hướng bác tấn minh chủ các ngươi đòi một cái thuyết pháp trên xa liễn nguyên hạo thiên nổi giận một trường đập nát bàn trước mặt cũng vào giờ khắc này từ dương lại triển khai âm dương đạo đồ vô cùng khủng bố giống như muốn xóa tan hết thảy uy áp cường hoành sông về phía một đám cường giả kiếm minh không tốt cỗ lực thôn vệ này kiếm minh chưa cường ý thức được nguy hiểm vội vàng theo bản năng ngưng tụ kiếm khí mi tâm rực rỡ lục tinh kiếm quang đồng thời lóe sáng. Kiếm phá cản khôn, hơn 10 đạo ngân mang đồng thời sông lên trời, sau mấy tuần bàn hoàn đồng thời nhắm ngay bản thể từ dương áp qua. Nhìn uy lực kiếm thế này, đã đạt tới lực đạo nguyên thần cảnh đỉnh phong, nhưng mà động tác ứng phó kế tiếp của từ dương lại hoàn toàn dọa cho mọi người trước mắt chóng váng. Tranh Chỉ thấy âm dương đạo đồ đột nhiên bành trướng, trung ương một đạo ngân quang vô cùng rực rỡ phun ra, giống như là một đạo môn hộ từ trung ương mở rộng, đem toàn bộ kiếm ảnh đầy trời kiên nuốt vào đối phương đánh ra tất cả kiếm thế công kích tất cả đều hóa thành hư vô cái gì một đám cường giả bắc tấn kiếm minh trợn tròn mắt tại chỗ tỏ vẻ cho tới bây giờ chưa từng thấy qua tồn tại có thể dùng công pháp hoàn toàn cắn nuốt kiếm khí bản thân đối thủ như từ xương không thể nghi ngờ đã vượt qua cực hạn nhận thức của bọn họ đương chủ bây giờ làm sao bây giờ tên này rõ ràng thực lực siêu phàm hẳn là đã áp đảo nguyên thần cảnh không phải chúng ta có khả năng chống lại. Trung niên bị gọi là đường chủ lạnh lùng nhìn từ dương. Tiểu tử, ngươi có loại, trên lôi đài, bác tấn kiếm minh ta nhất định phải đem ngươi bầm thay vạn đoạn, đi thôi. Đánh không lại không sao, đánh không lại có thể trốn thoát, còn giả bộ vài câu trước khi trốn. Từ dương dường như đã sớm thay những người này nghĩ kỹ lời thoại tiềm ẩn, nhưng nếu cứ như vậy buông tha cho những người này, trận chiến này cũng tương đương với đánh không công. Thật ngại quá, đến dễ dàng, muốn đi, cũng sẽ không thoải mái như vậy, lưu lại đi. Mi tâm từ dương hơi nhíu lại, thái cực đồ trống rỗng tản ra hai đạo khói quang nhanh chóng bước về phía kiếm khách dẫn đầu kia. Đối phương chỉ cảm thấy hai cỗ lực lượng không thể tránh khỏi đem chính mình cắt gao giam cầm, căn bản chống lại không được, càng dãy dụa, lực trói lại càng chặt. Lực lượng thật kinh người, tên này sử dụng rốt cuộc là công pháp gì, kiếm đạo tạo nên rõ ràng đã thật phần cường hoành, nhưng thủ đoạn khác lại tầng tầng lớp lớp, trong tình báo căn bản không có nhân vật này hắn vớt cuộc là ai cầm đầu kiếm khách bị bắt mọi người phía sau muốn cứu viện đã tự mình kéo ra trận chiến đã thấy tử dưng căn bản không cho những người này một cái ánh mắt chính diện tay áo dài nhẹ nhàng vung lên dưới mây đen kia một cỗ uy áp khó có thể chống lại đột nhiên hiện lên như một cỗ cơn lốc trong khoảnh khắc liền đem những người này phân tán ngay lập tức nếu không đi các ngươi đều lưu lại với hắn chúng cường giả đối phương không có lựa chọn nào khác âm ngoa nhìn từ dương một cái nhanh chóng quay đầu xác nhận qua ánh mắt đây thật sự không phải là người mình có thể đánh được trong nháy mắt một hồi nguy cơ đã bị một mình từ dương dễ dàng hóa giải phía dưới nguyên hạo thiên quan sát toàn bộ quá trình trong lòng cũng là cảm khái muôn vàn tu sĩ nuôi cả một trường lão đường kết quả đám phế vật này ngay cả từ dương một cái ngón chân cũng không chống lại được tu sĩ lĩnh vực này thật sự là tinh không nhiều hai ba cao thủ đỉnh cấp đủ chống lại lực lượng trên thiên quân vạn mã ừm um, ừm um. Người này cũng không biết bị từ dương động tay chân gì trên người, cả người giống như bị rút cạn tinh lực sụi lơ vô lực ngã xuống trước long hào, giống như chó chết nằm sấp không nhúc nhích. Bác Tấn kiếm minh, vì sao phải nhiều lần nhắm vào nguyên dương đế quốc ta? Bởi vì long mạch. Các lãnh tụ các mạch kiếm minh mấy ngày trước lén tụ tập, nghe nói là chiếm được bí mật về cửu đạo long mạch, cụ thể chuyện gì xảy ra ta cũng không rõ ràng lắm, bí mật hạch tâm chỉ có minh chủ cùng lãnh tụ các mạch biết bọn họ vốn muốn phái người lẻn vào nguyên dương đế quốc trộm các long tàng về sau bị người nhanh chân lên trước liền đánh lên chủ ý hoàng thất đế quốc thành thành thật thật đem vấn đề giải thích một lần đây là cách duy nhất hắn tránh khỏi ra thịt khổ sở từ dương không nhìn nguyên hạo thiên lại cùng đồng đội bạch liên tuyết ở phía sau xe ngựa nhìn bọn họ một cái không thể nghi ngờ bên trong bác tấn kiếm minh hẳn là có tồn tại để cho bọn họ cảm thấy hứng thú không có gì có thể hấp dẫn mấy người từ dương hơn là nắm trong tay bí mật long tàng giết nguyên hạo thiên lãnh lệnh vừa ra mấy tên gia hỏa trưởng lão đường bên cạnh tựa hồ khẩn cấp liền muốn động thủ chậm đã từ dương nhẹ nhàng phất tay áo mấy động thiên cảnh cường giả này đánh ra khí tức trong nháy mắt tan dã hắn còn có giá trị lớn hơn tiến đến trước mặt người này từ dương một trường bám vào đỉnh đầu dùng tinh thần lực cường đại của bản thân truy tìm linh hồn đối phương một phen dùng phương pháp sưu hồn thấy rõ mấy gương mặt quen thuộc bên trưởng lão đường đồng thời mỉm cười nói ra ba cái tên. Nguyên hạo thiên dù sao cũng là đế vương, thông minh cỡ nào, chỉ nhìn từ dương một cái liền biết dụng ý gọi ra mấy cái tên quen thuộc này, có thể ở trong đầu người ám sát mình tìm kiếm ra cái tên, tự nhiên chính là nội quỷ ẩn nốt bên người nguyên hạo thiên. Ba người các ngươi không muốn đi ra giải thích cái gì sao, làm cho nguyên hạo thiên tức giận chính là, từ dương chỉ ra ba cái tên này, đều là trưởng lão đường trọng dụng nhất của khấu chi thần, hiện giờ lại, chuyện đã đến nước này chúng ta không còn lời nào để nói động thủ tam đại trưởng lão đồng thời ra tay với nguyên hạo thiên lúc này đây tử dương không có động tác đem ba dương nghiệt này do nguyên hạo thiên tự mình xử trí cương khí hộ thể khủng bố trong nháy mắt tăng vọt nguyên hạo thiên rút kim long bảo kiếm ra chỗ ngồi kiếm phong ngang dọc tại chỗ chém xuống đầu ba người cầm cung phụng của ta hưởng thụ tài nguyên trưởng lão đường ta lại mỗi ngày đều nhớ thương muốn mạng của ta đây chính là thư tốt ta nuôi ra Nguyên hạo thiên lao tay, trong miệng tự lo nỉ non, lại nhịn không được thở dài vài tiếng. Thôi, tiếp tục lên đường đi, nguyên hạo thiên hạ đạt mệnh lệnh, lúc này mới phát hiện chỉ đội ngũ của mình đã phân mảnh, bộ dáng này đi tới thiên vân phong chẳng phải là mất mặt mình sao. Chỉ thấy từ dương vung tay lên, cổ hoang chiến thần quân đoàn đã sớm chuẩn bị tốt trong nháy mắt hàng lâm trong tầm mắt các chiến sĩ. Bệ hạ, đây chính là hộ vệ quân ta chuẩn bị cho người, không biết nhưng còn xứng với sự phô trương của hoàng đế nguyên dương đế quốc không nguyên hạo thiên kinh hãi thất xác hắn từ bên cạnh mình những binh lính nghiêm chỉnh lại tàn ra khí tức lạnh lẽo trên người cảm nhận được một loại cảm giác túc sát trước nay chưa từng có phảng phất trong đội ngũ này mỗi một binh sĩ nhìn như bình thường đều giống như tướng quần bách chiến vô địch trong quân đội mình mà mấy cổ khôi chiến tướng bắt mắt nhất cưỡi trên cao đầu đại mã mỗi một người đều có được thực lực nguyên thần đỉnh phong cảnh người lấy một đội ngũ như vậy ở đâu làm cho trẫm đều cảm thấy khó có thể chống đỡ trong ánh mắt nhìn về phía tử dương đã từ khiếp sợ biến thành sùng bái nguyên hạo thiên cho đến bây giờ mới rốt cục phát hiện tử dương này ở trước mặt mình giống như thần xa xa không thể đạt được bởi vì nội tình của người này sớm đã vượt qua cảnh giới cực hạn mà hắn làm nhất mạch đế vương có khả năng nhìn thấy đoàn người cứ như vậy tiếp tục lên đường lúc này đây mãi cho đến hai ngày sau dưới chân thiên vân phong không có bất kỳ người nào tiến lên quấy nhiễu dưới đỉnh thiên vân là một mảnh bình nguyên ngàn dặm thập phần rộng lớn, diện tích lớn khiến người ta líu lưỡi. Mà khi đội ngũ Nguyên Dương Đế quốc chạy tới, đội ngũ Sa Mã của 3000 đạo châu tới đại đế quốc khác đã đến đông đủ, đông cảnh hiên viên đế quốc dẫn một vạn nhân mã sừng ở chân núi hướng đông. Tây cảnh Hàn Nguyệt quốc dẫn 5000 nhân mã đóng quân ở hướng tây, hai người còn lại lần lượt là đế quốc A Tát và đế quốc Bắc Tấn, chiếm hai vực Nam Bắc. Nguyên Dương Đế quốc bên này đặc thù nhất, cả chi thiên nhân quân đúng là hành vân đạp không mà đến nguyên nhân rất đơn giản trong một chi đội ngũ này mỗi một binh lính đều là một gã cường đại tu sĩ hơn nữa ở đặc thù hành quân đại trận kích phát đều có được năng lực phi hành ngắn ngủi khi ngày hôm đó đem hùng sư xuất hiện ở chân núi tất cả binh lính cùng đệ tử dự thi của tứ đại đế quốc hoàn toàn trợn tròn mắt ông trời ơi bọn hắn thật là nguyên dương đế quốc cái kia cái gọi là tiểu lạc kê đế quốc sao khiếp sợ khó có thể diễn tả được viết trên mặt mỗi người không biết từ dương muốn chính là loại hiệu quả kinh người này Ha ha ha, các hạ quả thật có được năng lực thông thiên, Nghe nhìn ánh mắt của những người trong tứ đại đế quốc bọn họ, tất cả đều nhìn ngây người. Cả một chi ngàn người quân tất cả đều là tu sĩ có nội tình tu hành, phóng mắt nhìn toàn bộ đạo châu, ai dám bất kính. Không biết rằng, đội ngũ một ngàn người này đều là cổ hoang chiến thần quân từ từ dương di chuyển ra khỏi lăng mộ long tàng đế, cũng chính là những hùng sư bách chiến từng bị phong ấn trong thạch cùng, một đám người như vậy xuất hiện, đã làm cho nguyên dương đế quốc kiêu ngạo, áp đảo tất cả các thế lực ở đây. Ầm ầm, Từ Dương tố tay khẽ vung lên, trường mâu trong tay cổ hoang tướng quân dẫn đầu rơi lên, cả đội ngũ nện xuống, kinh hãi chung quanh một trận sóng khí vô cùng cường hoành bao trùm chung quanh. Đội ngũ xe ngựa của Tứ đại đế quốc nghe tin sao động, tất cả ngựa đều phát ra tiếng hí minh theo bản năng lui về phía sau, chỉ riêng kiêu ngạo này đã không tầm thường. Làm sao có thể như vậy? Nguyên Dương đế quốc vừa mới mất long mạch, lại bị nhiều môn phái vây công đã là nội ưu ngoại hoạn phong vũ phiêu dương mới đúng sao lại sinh ra bộ dáng hùng tráng này chẳng lẽ nói đây mới là nội tình chân chính của nguyên dương đế quốc sao không dễ nói có phải là hổ giấy hay không phải để thi đấu mới có thể thấy rõ dù sao thực lực thư viện mới có thể biểu hiện ra nội tình cùng tiền đồ của một quốc gia một vài tông sư cường giả ẩn nấp trong đội ngũ của tứ đại đế quốc nhao, nhao nhao nghị luận chỉ có một điểm đạt được sự đồng thuận đội ngũ nguyên dương đế quốc trước mắt này thật sự đứng đầu phong độ đã có thể đứng đầu ngũ đế quốc. Theo đệ ngũ đế quốc giá lâm, ngũ đại đế quốc dự thi đội ngũ toàn bộ vào vị trí, Thiên Vân Sơn rất nhanh cũng đưa ra phản hồi, tông môn mấy đại thủ đồ đồng thời hàng lâm, nghênh đón các mạch đội ngũ lên núi, nam đạo truyền tống pháp trận cường đại đồng thời sáng lên, phân biệt bao phủ dưới chân đội ngũ các mạch. Thiên Vân Tông này lại mạnh mẽ như vậy. Một cái pháp trận có thể đồng thời truyền tống vạn người, không đến mức khoa trương như vậy chứ. Long khôn nhất thời có chút bối rối, nhìn toàn bộ đội ngũ đế quốc dưới chân tất cả đều nổi lên làm sắc quang mang, thật sự bị kinh ngây người. Tự hỏi phương diện nguyên dương đế quốc cũng không có trình độ như vậy. Người ta là một trong tam đại tông môn cự tranh nổi danh nhất tam thiền đạo châu, tràng diện bảo trì trung lập, vì toàn bộ đạo châu cùng kính ngưỡng, nội tình của người ta cũng không phải là đế quốc cái này thể lượng tu luyện trình độ có thể so sánh. Mặt khác, năm đại tông môn học viện đều đã tiến một bước tiến núi, phòng chừng không bao lâu nữa, trận đấu sẽ chính thức bắt đầu. Trải qua Bạch Liên Tuyết giải thích như vậy, Long Khô lúc này mới như có điều suy nghĩ gật gật đầu, chỉ cảm thấy dưới chân một trận nhẹ nhàng, truyền tống trận đem đội ngũ ngàn người hoàn toàn nhắc tới, rất nhanh liền đem mọi người đưa đến Thiên Vân Chủ Phong. Nhất mảnh này sở dĩ dùng Thiên Vân đặt tên, cũng là bởi vì Thiên Vân Tông dưới chứng Thiên Vân Tông, được xưng là có thể dung nạp được ngàn đoá mây trắng, đủ thấy sân điện trên đỉnh mây này có bao nhiêu lắc đác, sau khi lên đỉnh, mọi người mới thật sự cảm nhận được cái gì gọi là hùng vĩ tráng lệ. Sau khi vững vàng rơi xuống đất, Nam đế quốc chia là bên phía Nam Quảng Trường Đại Điện, Nam Đại Tông Môn duy trì thư viện xếp ở phía Bắc, Nam Đại Tông Môn này cũng đều vì đội hình đội ngũ của Nguyên Dương đế quốc khiếp sợ một đợt. Theo đại biểu của Tam Thiên Đạo Châu thập đại thư viện nhao nhao vào vị trí, trên chín tầng trời một đạo lam sắc quang mang đột nhiên hàng lâm, người này một thần cốt tiên tư tóc bạc nhưng tinh thần phấn chấn, quang mang trong mã sáng ngời như trên trời sao. Người này chính là Tông Chủ Thiên Vân Tông, Thiên Vân San Phong được xưng là đệ nhất cường giả Tam Thiên Đạo Châu, từ dương tập trung đảo qua, người này tu vi đã đạt tới hóa thần trung giai, sao một chứng mạnh được. Bất quá nếu thật sự cùng từ dương khoa tay múa chân, ngay cả Ngân Long cũng có thể chém giết từ dương đại lão, cũng là có thể áp chế đối phương. Thiên Vân Tông, hoan nghênh chư vị đến, lúc này đây 10 đại thư viện thi đấu quả nhiên là cao thủ tụ tập, quần long xuất hải. Ta xem hơi thở của tất cả các bên cũng khá sâu sắc, ta tin rằng nó sẽ là một trận đấu tuyệt vời về phần quy tắc vẫn giống như các lần trước mỗi học viện phái ra hai đội ngũ tiến hành năm người chiến đấu ngẫu nhiên rút thăm tiến hành chế độ đào thải năm nay thiên vân tông ta chuẩn bị phần thưởng tương đối phong phú cho hạng nhất nên này bản đạo trước tiên bán một cửa ải chờ trước khi trận chung kết cuối cùng bắt đầu ta sẽ biểu diễn nội dung phần thưởng cụ thể phía dưới mời đại biểu các bạch phái rút thăm đi nguyên bản trong ấn tượng của long khôn trận đấu quy mô lớn như vậy thể thức thi đấu sẽ rất dườm già còn có thể ở thiên vân tông này cọ vài ngày ăn uống hiện tại xem ra hoàn toàn không phải như vậy nếu nhanh thì phòng chừng một ngày cũng có thể đánh xong nguyên hạo thiên đưa ra lời giải thích là thiên vân tông này nằm ở nam đại đế quốc giao tiếp thuộc về khu trung lập không thuộc phạm vi địa vực của bất kỳ thế lực nào nói cách khác ở trung ương đạo châu chỉ cần ngoại trừ thiên vân tông người bên nào đều có khả năng tùy thời phát động chiến đấu căn bản không có cái gọi là chấp pháp giả xuất hiện bởi vậy cũng là cực độ nguy hiểm nếu lịch thi đấu kéo dài quá lâu các tuyển thủ so với sau khi kết thúc trạng thái thập phần yếu ớt như vậy trên đường trở về cũng sẽ gặp nguy hiểm bởi vậy tốc chiến tốc thắng không thể nghi ngờ là cách tốt nhất để giảm thiểu rủi ro hai đội ngũ nguyên dương đế quốc đội chủ lực chính là đội ngũ từ dương tạo thành đội này chẳng qua lúc này đây từ dương không tự mình xuất chiến đem cơ hội lưu lại cho bọn họ năm người dựa theo cách nói của từ dương sau khi tám rửa long nguyên chi lực bọn họ đều cần tiến hành thực chiến mài giữa lịch lãm đem lại lực lượng này cùng bản thân dung hội thông suốt như vậy mới có thể đạt được tiến bộ dài hơn. Một đội ngũ khác kỳ thật chính là gom góp, nguyên hạo thiên từ trưởng lão đường tùy tiện rút ra năm cường ra trẻ tuổi, tất cả đều ở trình độ động thiên cảnh cứng rắn an bài một chi đội ngũ, hắn chân chính dựa vào chỉ có từ dương mang đến mấy người này. Nguyên hạo thiên hiểu được, dựa vào mình cùng nguyên dương đế quốc như vậy, không có khả năng vĩnh viễn lưu lại từ dương là thần tài sống này, tất cả thuộc về hắn trung quy phải một tháng sau rời khỏi đế quốc, chỉ là dựa vào hắn ổn định cục diện, Nguyên Dương đế quốc sau này phát triển cũng là từng bước gian khổ, căn bản không. Cho phép nửa phần lơi lòng. Trận thứ nhất, Nguyên Dương đế quốc đội 1, đối kháng hiên viên đế quốc đội 2. Long thủ học viện đội 2, đối kháng thư phòng đội 2, người học viên các chiến đội vào sân. Người chủ trì chính là thủ đồ của thế hệ trẻ Thiên Vân Tông, sau khi giọng nói vang dội phát ra, các cường giả khắp nơi lục tục lên sân khấu xuất hiện, cũng là thu được tiếng hoan hô nhiệt liệt của mấy vạn người ở hiện trường. Mười đại học viện thi đấu, kỳ thật chính là một lần gặp mặt của người mạnh nhất thế hệ trẻ 3.000 đạo châu, không nói quán quân, có thể đạt được top 3, đều xem như là một chuyện thập phần vinh quang. Về phần đội ngũ yêu nghiệt của Từ Dương, đến tự nhiên chính là chạy đầu tiên, nhưng bọn họ cũng có một mục đích khác, chính là cùng những người của Bắc Tấn Đế Quốc hảo hào chạm vào. Điều đáng nói chính là, trong khoảng thời gian này, Từ Dương tựa hồ cảm nhận được chung quanh rốt cục ánh mắt quét về phía mình. Tinh thần lực cường đại làm cho hắn không cần thông qua mục lực là có thể tập trung vị trí của những người này. Ngoại trừ mấy cường giả thuần khiết đối địch trận doanh của bác tấn đế quốc gia, phía hàn nguyệt đế quốc kia, ánh mắt của mấy nữ nhân dung mạo tuyệt mỹ, cũng thủy chung rơi vào trên người mình, ngược lại làm cho từ dương có chút nghi hoặc. Hàn nguyệt đế quốc cũng là thế lực đỉnh cấp của tam thiên đạo châu, nhất mạch này xem như là nữ tử nắm quyền, hoàng đế cũng là nữ nhân, nghe nói cũng là quốc độ mỹ nữ thịnh sản nhất tam thiên đạo châu, lần này lộ diện cũng là bị các mạch khác nhìn chằm chằm nhưng không biết vì sao từ dương ngược lại thì thành tồn tại độc đáo trong mắt những người này